Chiếc xe điện VinFast VF E34 của tôi thì đang còn khoảng 49% pin. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sạc chiếc xe ô tô điện này. Trước hết thì bạn cần phải tìm trạm sạc công cộng phù hợp và ở gần nhất thông qua ứng dụng VinFast, hoặc là có thể thao tác trực tiếp ngay trên màn hình chính của xe. Cách đơn giản nhất là hãy tương tác với trợ lý ảo. Hey VinFast, chỉ đường đến trạm sạc công cộng gần nhất. Thực tế, tùy theo nhu cầu di chuyển và kế hoạch của bạn, bạn có thể lựa chọn trụ sạc và thời điểm sạc sao cho phù hợp. Thậm chí cài đặt mức độ sạc đầy mong muốn ngay trên xe. Sau đây là những bước cơ bản để sử dụng trạm sạc VinFast. Trụ sạc khả dụng là trụ sạc có đèn LED trên thân màu xanh lá. Có 3 trạng thái đèn LED để báo tình trạng hoạt động của trụ sạc. Màu xanh lá cây, trụ sạc khả dụng, sẵn sàng sạc. Màu xanh da trời, trụ sạc đang sạc. Màu đỏ hoặc là không sáng, trụ sạc không sạc được. VinFast có tổng cộng 4 loại trụ sạc công cộng: trụ sạc 11 kW, trụ sạc 30 kW, trụ sạc 60 kW và trụ sạc 250 kW. Đây là trụ sạc 30 kW. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu sạc xe nhé. Trước hết bạn cần gạt lẫy dưới chân trái ghế lái để mở hốc sạc. Tiếp theo thì chúng ta hãy nhẹ nhàng dùng hai tay rút súng sạc ra khỏi trụ và cắm vào hốc sạc ở trên xe. Cắm súng sạc vào hốc sạc. Bạn có thể kiểm tra tình trạng và thông số sạc thông qua ứng dụng VinFast. Với ứng dụng của VinFast thì bạn sẽ nhận được thông báo khi xe đã sạc đầy hoặc là hết thời gian sạc mong muốn. Ngoài ra, nếu bạn muốn kết thúc sớm phiên sạc, ấn nút dừng sạc trên màn hình MHU trong xe và đợi 10 giây để có thể rút súng sạc. Trên trụ sạc cũng có nút dừng khẩn cấp cho các trường hợp đặc biệt. Cuối cùng, trả súng sạc về trụ và đóng nắp hốc sạc trên xe. Bạn có thể thực hiện thanh toán thông qua ứng dụng VinFast ngay khi phiên sạc kết thúc, hoặc là thực hiện thanh toán một lần, muộn nhất là vào ngày 15 của tháng tiếp theo cho toàn bộ phí sạc pin của tháng trước đó. Chúng ta vừa hoàn thành xong quy trình sạc xe điện tại trạm sạc công cộng của VinFast. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị trong quá trình sử dụng chiếc xe điện này.